Có một người áo vải sinh ra ở một miền quê xứ Huế, là danh tướng được trọng dụng suốt ba đời của vua nhà Nguyễn. Với thành tựu chói lọi, chiến thắng một kẻ thù xâm lược hung tàn tại chiến hào Đà Nẵng. Để rồi chiến công ấy đã trở thành một trong những thắng lợi vẻ vang nhất của dân tộc Việt Nam suốt quá trình lịch sử giữ nước. Suốt một đời tận hiến, lập công từ Nam chí Bắc, và dẫu nằm xuống cũng để lại nhiệt khí hào sảng tiếp liệt cho muôn đời.